Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề của chúng ta sẽ là tháng 7 của các bạn nhóm nước sẽ như thế nào? Các cung, song ngư, cự giải và bọ cạp. Và đây những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào nó có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn cung song ngư. Hi, xin chào các bạn cung song ngư ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn cung song ngư để xem coi tháng 7 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn cung song ngư. Một số bạn cung song ngư thì mình thấy là bạn đang sắp tham gia cuộc thi nào đó, và cuộc sống của bạn có những cái sự tranh cãi, mâu thuẫn khiến bạn cảm thấy phiền lòng, mệt mỏi ha, thất vọng ở đây. Nhưng mà khi mà bạn giữ vững được phong độ của bạn, duy trì được cái sự kiên cường, mãnh liệt, dũng cảm, can đảm của bạn thì bạn có thể là vượt qua được những cái trở ngại khó khăn và tiến đến những cái thành công, những cái điều thắng lợi trong cuộc sống của bạn nha. Hãy vững vàng, và trong giai đoạn này đừng có gọi là để cái sự sốc nổi nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, công việc của bạn. Hãy điềm tĩnh với vấn đề và hãy gọi là biết kiểm soát cái tâm tính của mình là tốt. Tập trung vào hướng đi, mục tiêu của bạn thay vì tập trung vào những người không phù hợp với năng lượng của bạn ha. Tránh xa những người đó ra. Tháng 7 của các bạn cung song ngư. Wow, một số bạn cung song ngư ở đây mình thấy là bạn sẽ tiến bước trên hành trình mới, một công việc mới, một đam mê mới, lĩnh vực gì đó mới, hoặc là một cái dự án kinh doanh mới ha. Mình thấy bạn ra đi một cái niềm vui vẻ, hạnh phúc và phấn chấn. Một số bạn mình thấy có những tin tức tốt lành đem đến với bạn, những cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Có khả năng một số bạn song ngư ở đang ở nước ngoài ha, hoặc là bạn sắp thực hiện một chuyến đi du lịch nước ngoài, hoặc là đi làm việc xuất khẩu lao động ở đây. Mình thấy bạn cần phải trau dồi thêm cái vốn ngoại ngữ của bạn để có thể hoàn thành tốt cái trách nhiệm công việc của bạn. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ kết thúc được một cái kế hoạch dự án nào đó một cách thành công, thắng lợi, được nhiều sự chúc tụng, ngợi khen, vinh danh từ những người xung quanh ha. Một số bạn cung song ngư ở đây thì mình thấy là bạn sẽ muốn đóng góp, cống hiến cho cuộc sống này tươi đẹp hơn nữa nè. Và bạn phải có một sự kiên trì, nhẫn nại nha. Mà khi mà bạn hành động thì hành động một cách dứt khoát và tin tưởng. Hãy có một cái sự kỹ lưỡng, chuẩn bị thấu đáo những cái bước đi, những kế hoạch của bản thân bạn để bạn đi, bạn không có bị vấp ngã ha. Một số bạn thì mình thấy là trong giai đoạn này cần cẩn trọng để không có bị đứt tay hoặc là trầy xước gì đó ha. Làm việc gì cũng phải sự chú tâm, đừng có nhắm mắt nhắm mũi ha. Giống như một anh chiến sĩ vậy nè, bạn cần phải viết ra kế hoạch kế hoạch tác chiến và kiên trì với điều đó, và phải có một cái sự nỗ lực ở bản thân nữa, phải kiểm soát bản thân và kỷ luật bản thân là tốt để có thể thực hiện đúng cái tiến trình đó, thì bạn đạt được cái sự thành công, cái niềm vui, niềm hạnh phúc dâng tràn ở trong bạn, cái sự chiến thắng lớn lao ở đây. Một số bạn ở đây mình thấy có sự thăng chức lên một vị trí cao hơn, hoặc bạn có một cái cuộc đi công tác di chuyển nào đó. Một số bạn thì có khả năng là sẽ mua xe trong giai đoạn này ha. Tài chính của bạn có sự tăng cao và nở rộ trong giai đoạn này nhờ vào cái thành công, cái chiến công của bạn. Khi bạn nâng lên được cái tầm của bạn thì tiền bạc nó cũng ồ ạt tiến về cuộc sống của bạn. Bạn đang là người thu hút tiền bạc rất là tốt nhờ cái khí thái, cái khí chất, cái khả năng tinh anh, mãnh liệt, kiên cường của bạn ha. Một số bạn mình thấy sắp nhận tin tức từ nước ngoài gửi về đó, hoặc có thể là ai đó ở nước ngoài về thăm bạn cũng có thể, hoặc bạn có cuộc trò chuyện với những người bạn ở nước ngoài hoặc là người thân ở nước ngoài. Một cái cuộc chiến công vang dội ở đây nha.
Wow, các bạn cung song ngư này. Thắng lợi, thành công, tình yêu, viên mãn, hạnh phúc. Một số bạn có thể là hãy xấy số 111 với cái số 44 giờ gần đây ha. Một sự khởi đầu mới nè, 111 thì sự khởi đầu mới, tiến bước trên hành trình mới, con đường mới. 44 thì thể hiện sự chiến thắng vang dội, những cái trù phú, sung túc, dồi dào. Một số bạn ở đây mình thấy là có một cái cách nói nó rất là liên kết ở đây. Các bạn rất là quan tâm nhau, thấu hiểu nhau, kết nối về tình cảm ha. Bạn nam thì rất là yêu chiều bạn nữ này, rất là chăm sóc bạn nữ này một cách nhiệt tình. Còn bạn nữ này thì rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên trong chuyện tình cảm này. Hai người yêu nhau rất là mặn nồng ha. Một số bạn có thể là các bạn sẽ gặp được người yêu ở xa của bạn về thăm các bạn, hoặc là nghe tin tức là họ sắp về rồi ha. Một số bạn sẽ được đón nhận một cái sự chữa lành về tinh thần, hoặc là bạn bước vào thế giới tâm linh tinh thần. Bạn mở rộng thêm những cái sự giác ngộ, thấu hiểu sâu sắc về nhân sinh thế thái này. Và đồng thời mình thấy bạn sẽ giúp cho người khác được chữa lành trong giai đoạn này nữa ha. Bạn cảm thấy yên bình hơn trong tâm trí, thoải mái, và đồng thời một cái khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt ha. Những cái sự dồi dào thịnh vượng phồn vinh nó được mở đến cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn có một cái sự chuyển hóa tốt đẹp ở đây, và có niềm vui, niềm hạnh phúc. Một số bạn thì mình thấy là trong cuộc sống của bạn có một người mang năng lượng nữ, họ sẽ đến chữa lành trái tim của bạn, hoặc là đem đến cho bạn tình yêu. Tình yêu của bạn có sự thăng hoa hơn trong giai đoạn này. Hoặc các bạn nữ ở đây, các bạn sẽ cảm thấy yêu thương bản thân, yêu thương cuộc sống của mình cách trọn vẹn, mà biết phát triển đam mê ước muốn của mình, và bạn đạt được cái sự thành công, thắng lợi, vinh quang ở đây ha. Cả nam và nữ ở đây mình thấy một cái trao bài khá là đẹp dành cho các bạn đó. Vừa có tiền, vừa có tình, mà vừa có sự thành công, thắng lợi nữa, còn gì hơn. Hãy cố gắng nỗ lực và buông bỏ những cái năng lượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn ha. Tập trung vào kế hoạch mục tiêu của bạn thôi. Mình thấy bạn sẽ gọi là biết suy nghĩ hơn rất là nhiều, hoàn thiện bản thân, tinh thần của bạn hơn rất là nhiều. Biết người, biết mình, trân trọng, trăm thắng ha. Hoặc là bạn sẽ được mọi người thân của bạn quan tâm bạn hơn. Một số bạn thì mình thấy khả năng là công việc của bạn có sự lan tỏa đến toàn thế giới, được mọi người ưa thích và ca ngợi, chúc tụng cho cái vinh quang, cái thắng lợi của bạn. Bạn chính là một người có khả năng lãnh đạo và là một người rất là khôn ngoan, thấu suốt, là một người rất là tin tưởng trong cuộc sống này ha. Hãy luôn giữ vững cái khí chất của bạn, giữ vững phong độ của bạn để tiến về phía trước. Đồng thời bạn đang được gọi là đem đến những cái nguồn năng lượng tươi mới, được thần thánh hỗ trợ, đem đến những cái phép màu đến với cuộc sống của bạn, những cái sự tuyệt diệu, kỳ diệu đang diễn ra trong cuộc sống của bạn ha. Và bạn hãy cứu rỗi cuộc đời của mình, hãy làm những gì bạn yêu thích, và hãy gọi là tận hưởng những cái niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Hãy luôn làm những điều tốt đẹp và trung thực, sống ngay thẳng, thì cuộc đời của bạn sẽ luôn được thần thánh bảo vệ và che chở, hỗ trợ cho bạn. Bạn đã thực sự đến cái nơi mà bạn cần đến rồi, thực sự ở cái nơi mà bạn cần ở rồi. Bạn đang có những cái trí tuệ thông minh và sáng suốt hơn rất là nhiều, hoặc là bạn đã tìm được con đường bạn phải đi là gì rồi ha. Wow, những cái phước lành, những cái điều tốt đẹp đang được tuôn đổ vào cuộc sống của bạn rồi. Hãy cố gắng hứng trọn và đón nhận những cái điều tươi mới, những cái tin tức tốt lành đến với cuộc sống của bạn nha. Hãy sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài thôi. Và bạn đang gặt hái những cái điều tốt đẹp mà bạn đã gieo trồng trước đó ha. Và hãy có niềm tin vào ơn trên. Và hãy ăn mừng sự chiến thắng của mình, trong con sự khiêm tốn. Đừng quá tự cao tự phụ thì nó sẽ khiến cho bạn rơi vào cái sự thất bại lần nữa nha. Hãy sử dụng những cái từ ngữ tích cực ở trong bạn, những cái suy nghĩ tích cực ở trong bạn, để đẩy lùi những cái năng lượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn ha. Và bạn sẽ có khả năng gọi là thu hút những cái phước lành đến với cuộc sống của bạn một cách nhanh nhất, bằng cách bạn luôn suy nghĩ vào những điều tươi tốt, luôn suy nghĩ đến những cái kết quả mà bạn đạt được một cách thành công, thắng lợi. Và bạn cảm nhận được điều đó, bạn giống như bạn đang tận hưởng điều đó, thì bạn mới có thể thu hút nó đến với cuộc sống của bạn một cách rõ ràng hơn ha.
Và bạn hãy cầu nguyện cùng với thiên thần hỗ trợ giúp đỡ cho bạn phá hủy những cái quá khứ, những cái năng lượng tiêu cực, những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái niềm tin hạn hẹp của bạn, để bạn tiến bước trên một cái con đường, một cuộc sống mới nó hoàn thiện hơn, nó phát triển hơn, thắng lợi hơn ha. Đồng thời á, các bạn hãy có lòng biết ơn, trân trọng những gì bạn đang có, trân trọng cả những thử thách, cả những cơ hội để bạn có được như ngày hôm nay ha. Và hãy tự tin bạn là một người có khả năng gọi là quyết đoán và đưa ra những cái quyết định nó thực sự là tốt, đúng đắn cho bạn. Hãy tự tin vào cái trí khôn của bạn và hãy lắng nghe trực giác cái sự mách bảo từ bên trong hỗ trợ bạn trên cái con đường mà bạn đi ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn cùng song ngư ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Xin chào các bạn cung cự giải ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn cung cự giải để xem coi tháng 7 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào nó có liên kết với bạn thôi ha. Rồi xin liên kết năng lượng với các bạn cung cự giải. Các bạn cung cự giải đã từng trải qua một cái giai đoạn khá là hoang mang, lo lắng, bồn chồn, bất an và khó ngủ ha. Một số bạn thì mình thấy là bạn hay có những cái nỗi sợ dấy lên trong bạn, những cái sự tưởng tượng khiến bạn cảm thấy chùng chân mỏi gối, thì bạn hãy buông bỏ những cái điều khiến cho bạn cảm thấy khó chịu đi ha. Vì những cái tưởng tượng nó không có xảy ra, bạn chỉ cố gọi là suy nghĩ để hù bản thân thôi ha. Bạn có một cái trực giác cao, bạn có một cái tinh thần quảng đại, nhân từ, luôn muốn giúp đỡ chia sẻ người khác, và bạn là một người khả năng ăn nói chu toàn, khôn ngoan, thấu hiểu. Và bạn có khả năng chữa lành cho người khác và chữa lành cho chính bản thân bạn nữa. Hãy giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh nhất định, khôn ngoan, suy xét, thấu rõ mọi điều. Đồng thời mình thấy là cuộc sống của bạn đang đón nhận những cái niềm vui, sự tích cực nè, những cái chiến thắng, thắng lợi gì đó, hoặc là bạn có một sự mua được căn nhà mới, hoặc là di chuyển sang nơi ở mới, nơi làm việc mới. Bạn cảm thấy tự do, phấn chấn và thoải mái, hạnh phúc hơn. Rồi, tháng 7 của bạn sẽ như thế nào? Và một số bạn cung cự giải, đây là tháng 7 này, bạn nâng cao trực giác lên rất là tột độ luôn ha. Bạn ngày càng phát triển thêm kiến thức, cái trí thức của bạn, bạn ngày càng mở rộng thêm những cái sự hiểu biết của bạn. Đồng thời có khả năng một số bạn cự giải đây làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần nữa nè. Một số bạn trong giai đoạn này bạn sẽ tích cực học hỏi, trau dồi kỹ năng, thực lực của bản thân, và bạn sẽ gọi là phát triển những khả năng tiềm tàng của bạn nữa ha. Bạn là một người khá là bí ẩn. Bạn là một con người có sự thánh thiện, đơn sơ, là một người có niềm tin tưởng và ơn trên. Một số bạn thì theo đạo ha, có niềm tin vào tôn giáo. Mình thấy trong tháng 7 này bạn sẽ đứng trước những hai sự lựa chọn nào đó, và bạn sẽ gọi là chọn cho mình một cái cơ hội nào đó, con đường nào đó phù hợp với bạn hơn ha. Một số bạn cung cự giải đây thì mình thấy là bạn đang ở nước ngoài, hoặc là bạn đang hướng tới làm việc ở nước ngoài, hoặc là bạn thích đi du lịch nước ngoài. Bạn là một người có tầm nhìn, là một người có khả năng đưa ra kế hoạch và thực hiện nó rất là thành công khi bạn có sự chuẩn bị, có kế hoạch chi tiết. Và bạn là một người thích mở lối đi riêng và không thích gọi là đi theo lối mòn. Đồng thời có khả năng một số bạn cự giải đây là sẽ đón nhận những cơ hội công việc mới nè, có sự gọi là gia nhập vào một cơ quan, tổ chức và tham gia những cái khóa huấn luyện đào tạo ở đây. Một số bạn thì có khả năng là được thăng quan tiến chức lên một vị trí cao hơn, vị trí đào tạo nguồn nhân lực. Một số bạn làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần thì mình thấy là sẽ có nhiều người đến hỗ trợ, đến xin sự hỗ trợ giúp đỡ từ bạn, từ cái lời khuyên của bạn. Và có thể là các bạn sẽ giúp được nhiều người chữa lành ở đây ha. Đồng thời bạn sẽ gọi là hiểu sâu, hiểu rõ vấn đề hơn, và bạn biết cách truyền đạt, diễn thuyết nó trôi chảy hơn và giúp cho người khác được tích cực hơn, thấy được cái đường đi, nước bước của họ ha, và vững vàng hơn trong cuộc sống. Và mình thấy là cuộc sống của bạn á, bánh xe số phận đang quay, những cái sự may mắn nó đang đổ dồn cuộc sống của bạn khi mà bạn biết sống tốt, sống có
đức hạnh và sống một cách trung thực, uy tín nhất, thì những cái thành công thắng lợi, những cái sự vinh quang, chiến thắng được nhiều người khen ngợi chúc tụng ở đây. Đồng thời thì mình thấy là bạn cần phải biết chăm sóc sức khỏe là tốt trong giai đoạn này để tránh bị tình trạng gọi là suy nhược cơ thể, rồi rối loạn tiền đình, choáng váng, nhức đầu ha, nhất là phải chăm sóc cái giấc ngủ thật là tốt trong giai đoạn này nè. Và tiền bạc của bạn thì mình thấy cũng có sự gọi là tăng trưởng. Tại vì may mắn đang đến với bạn, với bạn đang nâng cao được cái tầm của bạn. Thì tiền bạc nó sẽ đến với bạn nhiều hơn. Nó sẽ bị bạn thu hút và tiến vào cuộc sống của bạn một cách thông suốt hơn. Cuộc sống của bạn cũng có nhiều cái sự đấu tranh, mâu thuẫn, hoặc là bạn đang cố gắng bảo vệ bản thân, vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái nỗi sợ, để có thể là tiến đến phát triển những mục tiêu ước muốn của bạn một cách vững vàng nhất. Một số bạn cung cự giải đây đã từng trải qua những cơn bão, bão tố cuộc đời, và đang có thể là đang trải qua một cái giai đoạn bị cạn kiệt về nguồn tài chính ha. Thì mình thấy một số bạn đang tìm về tâm linh tinh thần để nuôi dưỡng cái tinh thần, nuôi dưỡng cái dậy khí của bản thân và phát triển tốt đẹp trên con đường phía trước. Một số bạn cung cự giải đây mình thấy có một kết nối tình cảm, bạn được quan tâm và yêu thương, trân trọng hơn rất là nhiều trong giai đoạn này. Bạn hãy tìm thấy cái sự bình yên cho tâm trí ha, đừng có mà để những cái năng lượng tiêu cực nó ảnh hưởng đến tâm trí của bạn, cái sự thoải mái của bạn. Và con đường tâm linh tinh thần ở đây mình thấy phát triển rất là mạnh mẽ ha, trong tháng 7 này đó. Và khi mà bạn chiến đấu, bạn cố gắng nỗ lực hết sức mình và bạn biết kiểm soát bản thân là tốt, thì bạn sẽ giành được cái thắng lợi. Cái phần thắng nó nghiêng về phía bạn ha. Và những điều may mắn nó được gọi là tuôn đổ cuộc sống của bạn khi mà bạn đã trải qua những giai đoạn giông tố, bão giông, khánh kiệt về nguồn tiền bạc. Một số bạn sẽ được ai đó hỗ trợ giúp đỡ cho bạn ha, về tinh thần lẫn vật chất. Giai đoạn này giai đoạn để bạn cung cự giải tích cực học hỏi nè. Để chui rèn mạnh mẽ thêm cho bản thân của bạn. Có thể là một số bạn ở đây đang có những cái cuộc thi, hoặc là đang trải qua những giai đoạn gọi là khá là mâu thuẫn. Có nhiều người họ dùng lời nói hành động khiến cho bạn cảm thấy bực bội, khó chịu, buồn phiền và hoang mang ha. Thì kệ họ đi bạn ơi, cuộc đời mà mình đâu có thể gọi là tránh được những người đó đâu. Mà khi mà bạn ngày càng nổi tiếng và càng phát triển cuộc sống của bạn á, người ta càng thấy cái chiến công của bạn thì ta có sự đố kỵ, ganh ghét, thì đó là chuyện bình thường ha. Hãy tập trung vào những mục tiêu, ước muốn, sứ mệnh của bạn kìa, hoàn thành tốt những điều đó để được vũ trụ yêu thương và đem đến cho bạn những cái điều tốt đẹp ha. Và mình thấy cái giai đoạn này thì cái vấn đề tài chính của bạn có một cái sự ổn định hơn. Có thể một số bạn sẽ được ai đó giúp đỡ hỗ trợ tiền bạc, vật chất, hoặc là bạn có khả năng kiếm tiền nó vững vàng hơn. Tại vì bạn đang giành được cái thắng lợi, thành công, thì tiền tài nó đến cho bạn vững chắc hơn, ổn định hơn, thực tế hơn. Một số bạn thì mình thấy là nếu mà bạn cuộc sống bạn cảm thấy quá mệt mỏi á, stress, lo âu, căng thẳng, thì bạn hãy mở rộng cái dòng thịnh vượng trong cuộc sống của mình bằng cách bạn bố thí, giúp đỡ những người khác trong cái khả năng của bạn. Bạn hãy điềm tĩnh với vấn đề và hãy chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc của bạn, ít nói và làm nhiều trong giai đoạn này. Tập trung học tập, nâng cao khả năng, kiến thức, kỹ năng của bản thân bạn, thì tiền tài nó sẽ đến cho bạn một cách vững vàng hơn, thực tế hơn. Bạn đang được vũ trụ cân nhắc để đem đến những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn đó, cho nên thời điểm này là thời điểm để bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài, cứ làm việc tốt, việc thiện, chính trực, công bằng, liêm chính, thì bạn sẽ gặt hái những cái quả tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn mà thôi. Ăn thua ở bạn thôi. Đó, những cái phước lành
cái sự thịnh vượng đang được tuôn đổ cuộc sống của bạn rồi đó. Chỉ cần là bạn vượt qua được cái giai đoạn khá là bão giông trong cuộc sống. Một số bạn thì mình thấy là trong tháng 7 này có khả năng là bạn bị mắc mưa ha, nên đi đâu cũng phải đeo áo mưa đó. Hoặc là các bạn phải uống nước nhiều vô để giữ cho mình một cái trạng thái bình tĩnh, điềm tâm và tâm trí mình minh mẫn mới có thể giải quyết được vấn đề. Một số bạn thì mình thấy trong cái tháng 7 này có sự hòa giải với những cái mối quan hệ xung quanh, có tranh cãi gì đó thì có thể được hòa giải ha. Hãy có một cái nhìn gọi là sâu hơn, xa hơn và rộng hơn về cái bức tranh cuộc sống của các bạn. Đừng vì những cái sự tuyệt vọng, những cái niềm đau ở trước mắt bạn mà khiến cho bạn bị chùng chân mỏi gối, khiến bạn không dám bước tiếp nữa ha. Hãy cố gắng phát triển đi. Vẫn còn những cái điều tươi mới, những cái phước lành nó đang gọi là mở ra trong cuộc sống của bạn ha. Chỉ cần bạn bước tới, chỉ cần bạn cố gắng và không ngừng, cố gắng nỗ lực và không có bỏ cuộc. Một số bạn thì đang đi trên một cái con đường nó khá là hẹp, một cái công việc mà không được mọi người tham gia nhiều, kiểu như là một số bạn thì làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần hoặc là cái con đường đam mê nào đó mà nhiều người người ta không có ưa thích đó. Không, người ta không có gọi theo đuổi đó. Mà bạn theo đuổi con đường này thì bạn chính là một trong những người có khả năng gọi là tạo ra kỳ tích, một trong những người có khả năng tạo ra cái sự thành công lớn mạnh ha. Và bạn sẽ vượt qua con đường này một cách vững vàng, suôn sẻ. Hãy trả lời cuộc gọi ha. Một số bạn thì có cái tiếng gọi từ vũ trụ về tâm linh tinh thần, bởi vì bạn đang được khai mở, các bạn đang được thức tỉnh rồi ha, thì hãy trả lời cuộc gọi và hãy thực hiện những gì mà cuộc sống, trái tim, trực giác của bạn mách bảo. Một số bạn ở đây thì mình thấy là có thể là sắp tới sẽ có những cuộc gọi báo là bạn đậu phỏng vấn hoặc là công việc của bạn có sự thăng tiến gì đó, thì bạn hãy trả lời những cuộc gọi điện thoại từ người khác gọi đến cho bạn ha. Bạn sẽ tạo nên những cái bước đột phá ha, và những cái điều đó nằm trong tay bạn. Hãy luôn vững vàng tiến về phía trước và không ngừng nỗ lực thì bạn sẽ gặt hái được thành công thôi. Ăn thua ở bạn thôi. Không ai có thể cứu mình bằng chính bản thân mình, chỉ có bản thân bạn mới có thể thay đổi được cuộc sống của bạn, vận mệnh của bạn. Và hãy yêu thương, trân trọng giá trị của bạn, yêu thương con người của bạn, yêu thương những cái thành quả mà bạn đạt được ha, tức là sự cố gắng nỗ lực của bạn, và đừng để những cái lời nói, sự chỉ trích, phê phán, phán xét từ người khác ảnh hưởng đến tâm trí dao động, khiến cho bạn bị dao động, khiến cho bạn bị gọi là tổn thương ha. Vì những người đó chính là những cái vật cản trở, đôi khi trong cuộc đời, trong đoạn đường mình đi cũng có những cái điều như vậy, thì mình cần phải gọi mạnh mẽ vượt qua thì mình mới đạt được cái sự thăng hoa, thắng lợi, thành công vuông tròn ha. Bạn hãy có một cái tầm nhìn thành công. Bạn có thể là phải dùng luật hấp dẫn trong giai đoạn này ha. Bạn phải có những cái suy nghĩ nó thông suốt nhất, và bạn còn phải tích cực lạc quan lên ha. Và hãy có niềm tin tưởng vào những gì mà bạn sẽ đạt được. Giống như là bạn chưa có thì bạn cứ tưởng tượng là bạn đã có rồi. Bạn cảm thấy hạnh phúc với những điều đó. Bạn cảm thấy tự hào về bản thân thì bạn đạt được những điều đó. Khi bạn có một cái tầm nhìn nó rõ ràng hơn, bạn tưởng tượng nó mạnh mẽ hơn, thì những cái điều đó nó sẽ tiến vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ thu hút nó một cách mạnh mẽ nhất. Còn nếu mà bạn buồn rầu, bạn bị ảnh hưởng bởi người khác, thì bạn sẽ chỉ thu hút những cái điều thất vọng, chán nản thôi ha. Nên hãy ý thức điều đó, và mình thấy là bạn có khả năng làm được những cái điều mà bạn mong muốn, chỉ khi bạn cố gắng, khi bạn kiên cường, quyết tâm, theo đuổi. Hãy luôn có niềm tin và hãy luôn tích cực nhất có thể ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn cung cự giải ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn cung bọ cạp ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn cung bọ cạp để xem coi tháng 7 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung, ma năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào nó có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn cung bọ cạp.
Các bạn cung bọ cạp là những người ngay thẳng, chính trực và công minh. Các bạn là những người rất là thực tế trong cuộc sống ha, là những người rất là sắc sảo, thông minh, trí tuệ, sắc bén, lời nói thì rất là logic. Là những người có những cái trí tuệ vượt bậc so với những người khác, là người có trách nhiệm trong công việc, cân bằng trong cuộc sống, là người rất là điềm tĩnh, khôn ngoan, biết xử trí, giải quyết vấn đề một cách rất là thấu suốt. Các bạn là những người khi đã xác định mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì thì bạn sẽ vững vàng tiến lên phía trước, đạt được những cái điều mà bạn mong muốn, biến ước mơ bạn trở thành sự thật, không ngại những khó khăn, trở ngại, thử thách. Bạn là một người biết cách quản lý chi tiêu và bạn có một cái sự nâng niu đồng tiền mà bạn tạo ra ha. Bạn là một người rất là thích đầu tư, thích phát triển về tài chính của bạn, và thấy những cơ hội tiền bạc đang đến với bạn, giúp cho bạn nâng cao được cái cuộc sống của bạn, nâng cao được cái tài sản của bạn ha. Và cơ hội này rất là thực tế. Và khi bạn đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống, khó khăn về tài chính, thì bạn sẽ tìm ra được cái phương hướng giải quyết và đạt được cái thắng lợi. Rồi, tháng 7 của các bạn cung bọ cạp sẽ như thế nào? Trong giai đoạn này thì mình thấy là có vẻ như một số bạn đã rời xa một công việc cũ, hoặc là bạn có một cái giai đoạn gọi là khá là buồn bã, thất vọng gì đó trong cái công việc cuộc sống của bạn ha. Mình thấy bạn sẽ có sự rời bỏ một cái môi trường cũ, công việc cũ, con người cũ của bạn. Bạn lột xác trở thành một phiên bản mới cao cấp hơn, bạn biết phấn chấn lo cho cuộc sống hơn, và bạn biết hướng về mục tiêu, ước muốn của bạn và tập trung vào những gì mà bạn mong đợi thì mọi thứ nó sẽ thành công. Một số bạn ở đây thì mình thấy là bạn đang cố gắng tiết kiệm từng đồng từng cát, không dám tiêu xài phung phí ha trong giai đoạn này. Đang cố gắng bảo vệ giá trị tiền tài của bạn. Thì trong giai đoạn này mình thấy nếu mà bạn có thể giúp được ai trong khả năng của bạn thì bạn giúp đi, mở rộng cái sự thịnh vượng tiến vào cuộc sống của bạn. Khi mà bạn giúp đỡ người khác thì bạn sẽ được vũ trụ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn thông qua những cái hình thức khác nhau, và cuộc sống của bạn có sự sung túc dồi dào hơn ha. Khi mà bạn luôn cảm thấy thiếu hụt, bạn luôn cố gắng bảo vệ đồng tiền của bạn thì bạn sẽ ngày càng thu hút những cái sự thiếu hụt thôi. Bạn cần phải mở rộng ra, cởi mở hơn, thư giãn tinh thần. Một số bạn ở đây mình thấy là bạn có khả năng ăn nói, diễn thuyết, có khả năng truyền động lực, cảm hứng cho người khác. Có thể là bạn cũng là một người đứng đầu một cơ quan tổ chức, hoặc là có thể là bạn là một người có sự giác ngộ, là những người học sâu hiểu rộng, uyên thâm uyên bác ha. Có thể sẽ cho được những cái lời khuyên hữu ích cho những người xung quanh nữa, hoặc là bạn có khả năng hòa giải những cái sự tranh đấu mâu thuẫn gì đó trong cuộc sống của bạn. Một số bạn thì mình thấy là có khả năng là bạn sẽ đi công tác khá là nhiều trong giai đoạn này, hoặc là bạn sẽ nâng cao cái tinh thần của bạn lên để phát triển, đạt được cái thắng lợi như ý bạn. Một số bạn có khả năng là tham gia một cái cơ quan tổ chức nào đó, như kiểu bạn được nhận làm nhân viên chính thức cho một công ty, bạn được trả lương nó hậu hĩnh hơn, cảm thấy vui hơn. Và bạn có khả năng sẽ tham gia những cái khóa huấn luyện, đào tạo nhân viên. Một số bạn thì mình thấy có sự thăng chức trong công việc, và tiền tài của bạn cũng có ha, được ai đó rót vốn đầu tư, hoặc là được ai đó hỗ trợ tiền bạc cho bạn ở đây nè, tiền lương, tiền thưởng, nói chung đó có một cái số tiền, hoặc là bạn cũng sẽ giúp đỡ những người khác nữa đó. Mình thấy bạn rất là quảng đại nhân từ, luôn muốn chia sẻ giúp đỡ người khác, thì cuộc sống của bạn nó sẽ vững vàng hơn, cân bằng hơn. Khi mà bạn biết cho đi thì bạn sẽ có sự nhận lại ha. Và cuộc sống của bạn đang có sự chuyển hóa rồi. Và hãy biết gọi là bước ra khỏi vùng giới hạn bản thân bạn, luôn cố gắng nâng cao tài năng của bạn, phát triển trở thành một người hoàn thiện nhất, để cho mọi người thấy được cái thực lực của bạn, để cuộc sống của bạn có được những cái sự thắng lợi, vinh quang ha. Wow, có tiền đó. Wow, vậy là cái giai đoạn mà bạn gặp khó khăn, trở ngại thì nó đang
trôi đi rồi và bạn đang đón nhận những cái niềm vui, những cái tin tức tốt đẹp, những cánh cửa mới nó mở ra trong cuộc sống của bạn, bạn cần phải kỹ lưỡng tìm ra con đường, cái cánh cửa phù hợp với bạn để bạn bước vào, để bạn mở ra những cái sự tốt đẹp trong cuộc sống. Một số bạn sẽ mở ra cánh cửa về tinh thần ha, phát triển tinh thần của bạn, suy nghĩ của bạn trở nên gọi là kỹ lưỡng hơn và bạn chững chạc hơn, thấu đáo hơn ha. Một số bạn thì sẽ đi theo con đường tâm linh tinh thần, học hỏi, tham gia các lớp dạy về cái lĩnh vực tâm linh tinh thần đó ha. Hoặc là một số bạn đã theo con đường này rồi và bạn sẽ giúp được rất là nhiều người. Một số bạn thì mình thấy là bạn sẽ nắm giữ đồng tiền trong tay, bạn sẽ rất là vững vàng trong cuộc sống và bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng với những giá trị bạn tạo ra. Một cánh cửa về tiền tài vật chất nè, về tiền đô la, tiền Việt hay tiền gì đó, nói chung là nó được mở rộng trong cuộc sống của bạn nè. Những cái lợi nhuận đầu tư dần dần được hé mở và bạn đang được cái gọi là sự ồ ạt dồn dập về tiền tài, nó đến với cuộc sống của bạn rất là mạnh mẽ luôn, quyết liệt luôn. Chỉ cần bạn mạnh mẽ tiến về phía trước và mở tung cánh cửa này để hứng trọn hết tất cả những cái giá trị tài sản này nó ôm gọn trong lòng của bạn. Một số bạn thì mình thấy là những cái kế hoạch ước muốn của bạn đều có sự thành công thắng lợi, những cái sự chuyển hóa vô cùng gọi là tốt đẹp ở đây. Bạn cảm thấy vui vẻ đủ đầy, cảm thấy biết ơn vũ trụ rất là nhiều ha. Một số bạn có thể là sẽ được ai đó hỗ trợ tiền bạc, có thể là một người mang năng lượng nữ, có thể là sếp của bạn là người nữ nữa, họ sẽ trả lương cho bạn chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ trả tiền bạc cho bạn, hoặc là cái người mà hợp tác kinh doanh với bạn thì họ là một người mang năng lượng nữ, họ rất vốn đầu tư vô cho bạn. Cuộc sống bạn có những cái sự đủ đầy, vui vẻ, thành công, thắng lợi, phước lành, những cái sự thịnh vượng trù phú nó được mở ra, cảm thấy vô cùng tươi sáng trong giai đoạn này ha. Mình thấy đặc biệt nhất là cái vấn đề tiền bạc đó, cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc ở đây. Một số bạn mình thấy sẽ cân nhắc mua một cái món đồ gì đó nè, hoặc là các bạn sẽ mua vàng ha. Một số bạn thì có khả năng là sẽ thực hiện những chuyến đi du lịch, chuyến đi công tác. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn sẽ không chỉ kiếm được số tiền lớn mà bạn cũng sẽ chia sẻ giúp đỡ cho những người thân của bạn. Một số bạn nam đây mình thấy sẽ hỗ trợ gửi tiền về cho bạn nữ của bạn ha, cho người yêu chân thành của bạn. Một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn có một cái sự cân bằng giữa tình yêu hơn, giữa sự cho đi và nhận lại hơn, và các bạn giác ngộ hơn, biết suy nghĩ và thông thái hơn rất là nhiều. Tinh thần của bạn vững vàng, kiên định và ổn định vững chắc hơn rất là nhiều ha. Quá trời tiền luôn các bạn quà cạp ơi. Một số bạn bạc cạp ở đây mình thấy cái tinh thần của bạn trượt trút khỏi những cái gánh nặng nề ha, cảm thấy nhẹ nhàng, tươi tắn hơn, thông dong hơn. Một số bạn là chuẩn bị cho cái chuyến đi du lịch sắp tới nè, và bạn vô tư hơn, lạc quan hơn. Một số bạn thì vẫn giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh để giải quyết những tình huống xảy đến cho cuộc sống của bạn. Bạn có một sự gọi là công bằng chính trực nhất, làm việc theo nguyên tắc khuôn khổ, là một người rất là tài giỏi, thông minh ha. Bạn có khả năng xử lý giải quyết những cái vấn đề sẽ đến cuộc sống của bạn một cách gọi là chỉnh chu nhất ha, và bạn đang đón nhận những cơ hội mới, những cái điều tốt đẹp, những cái niềm vui, niềm hạnh phúc gì đó đến với cuộc sống của bạn. Một số bạn ở đây mình thấy là các bạn muốn mua cho mình một cái món đồ gì đó nè, tưởng thưởng cho bản thân của bạn nè ha. Mình thấy là vũ trụ đang có một cái sự xem xét, quan sát về hành vi, về cách ứng xử của bạn trong cuộc sống để tặng quà cho bạn, và mình thấy cái món quà vũ trụ đem đến cho bạn là cái phước lành về tiền tài vật chất đó ha. Hãy luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình và luôn hành động, phát triển, tiến thẳng về mục tiêu ước muốn của bạn thì bạn sẽ thành công thôi. Còn nếu những bạn là chỉ ngồi chờ đợi thành công đến mà bạn không có một cái sự xê dịch hay là hành động gì hết thì khó lắm nha. Thành công chỉ đến cho những người biết hành động, tích cực, lạc quan. Mọi thứ đang gọi là xuôi chèo mát máy hơn, thông suốt hơn rất là nhiều, cả công việc lẫn tinh thần của bạn, hoặc là tình cảm ha. Bạn là một người có khả năng lãnh đạo người khác ha, và bạn rất là vững vàng và bạn tìm ra được cái ánh sáng, con đường đi, và mọi người rất là tin tưởng vào cái sự chỉ dẫn của bạn. Wow, thành công đang được mở rộng trong cuộc sống của bạn rồi ha. Những niềm vui, ước muốn, chỉ cần bạn bước ra khỏi vùng tăm tối cuộc đời thì bạn bước đi trên cái con đường mới, đi theo cái ánh sáng, theo cái sự mách bảo từ trực giác của bạn thì bạn sẽ thành công thắng lợi thôi. Những phép màu đang được hiện diện trong cuộc sống của bạn, giống như nãy giờ mình nói là vũ trụ đang muốn tặng quà cho bạn đó, thì vũ trụ đang gọi là
khiến những cái điều tuyệt diệu nó xảy đến cuộc sống của bạn đó ha. Hãy đón nhận những cái niềm vui, niềm hạnh phúc và hãy có niềm tin tưởng vào ơn trên, vào thần thánh, vào vũ trụ và chính bản thân mình nữa ha. À đúng rồi, mình xin muốn nói với các bạn là mình chỉ có kênh Evelyn Tarot này với kênh Message from the Star là hai kênh thôi, chứ không có kênh bất kỳ cái kênh phụ nào hết. À, còn những ai lấy video của mình đăng lên thì mình không biết vì lý do gì, nhưng mà mình thông báo cho các bạn biết trước để các bạn không có bị lừa đảo nha. Và mình không nhận xem riêng, không nhận donate từ các bạn. Đồng thời mình không có trang Facebook hoặc là Instagram gì hết nha, hoặc là TikTok gì hết ha. Mình chỉ có hai kênh YouTube này thôi. Các bạn được thiên thần khuyến khích là hãy viết bất kỳ những cái lo lắng, băn khoăn hoặc mong muốn nào đó của bạn vào một mảnh giấy và bạn đặt vào một cái hộp, và gọi cái hộp đó là cái hộp thần thánh ha. Đây là một cách để bạn có thể gọi là buông bỏ những cái sự phiền muộn trong cuộc sống của bạn và để thần thánh hỗ trợ giúp đỡ cho bạn ha. Hãy phó thác vào vũ trụ và ơn trên, thì bạn sẽ được hỗ trợ và bảo vệ giúp đỡ cho bạn trong cái giai đoạn này. Hãy có niềm tin tưởng, hãy có sự tích cực và lạc quan nhất có thể ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn cung bọ cạp ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Và mình xin chào các bạn.